Chào bạn. Hôm nay mình sẽ review về cái máy treo Sonic của hãng Argentron. Cái máy treo này cũng có nhiều bạn cũng đáng quan tâm, là vì nó nhảy giống y chang như là cái máy Hydro Flux của hãng Black Project. Các bạn hãy nhìn xem này. Đó. Về phần hoàn thiện á, thì máy này làm rất là tốt, mình nghĩ là rất là ổn. Cái phần tay cầm, cái phần kíp này, nó làm giống như cái hãng Intuit đó, cầm rất là êm nhẹ. Độ hoàn thiện carbon thì rất là ổn. Cái máy này thì hãng Yumu của Việt Nam mình bán hiện tại là 4 triệu đồng. Hôm nay mình lại về mình test. Cái phần lưỡi máy này á, nó hơi dày, theo mình nghĩ là hơi dày, nên chỉ là khi mình đặt nước á, nó hơi bị nặng. Còn phần lõm này thì nó làm không sâu, và cái góc cạnh này nó không góc cạnh bằng cái hãng Black Project được, nó làm tương đối giống thôi. Chứ về khí động học cái máy treo thì cũng bằng cái máy của hãng Black Project được. Theo mình nghĩ thì trong tầm 4 triệu thì cái máy này cũng khá là ổn. Cái máy này khi mới về là mình đã cất lại. Máy này là máy một khúc nha. Mình đã cất lại là 1m85. Và mình có cân nặng khoảng là 550g. Theo mình nghĩ là trong tầm 4 triệu thì máy này vẫn ổn. Vẫn ổn. Cảm giác khi mình treo á, mình treo được hôm nay là buổi thứ hai, nhưng mà mình cảm giác khi mình treo á, cái máy treo này nó rất là bám nước. Nhưng có điều là không hiểu sao mà cái phá cuối cùng mà mình đưa lên để mình về lại cái phá đầu á, là rất là nặng. Chắc là do cái máy này dày, hoặc là cái máy này nặng. Nói chi là mình đưa về cái phá cuối cùng để mình mắc lên để mình đưa về á, rất là nặng, hẳn ngắn nhẹ như cái máy khác được. Đó, theo mình nghĩ thì 4 triệu là vẫn ổn. Bạn nào mà đang có ý định và mua cái máy này á, thì nên cân nhắc để mua. 4 triệu thì vẫn ổn. Nhưng mà theo mình biết thì trong tầm 4 triệu thì có cái máy của Intuit á, máy 2 khúc của Intuit á, tầm khoảng 3 triệu 4 hay là 3 triệu rưỡi chứ đó. Rất là tốt, nhẹ hơn máy này nữa, và treo rất nhanh, tốt hơn máy này. Tầm giá 4 triệu đô lại thì mình nghĩ cái máy này và cái máy Intuit, hai cái máy là đáng để các bạn mua. Một thông tin ngoài lề nữa là vừa rồi giải đua lan súp ở Đà Lạt á, bạn Alex, bạn người Nga đấy, bạn đã dùng máy này, bạn đua cự ly 9 cây và bạn đã được về nhất đó. Mình nghĩ rất là ổn, cũng ổn. Còn về thông số kỹ thuật thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Mình chỉ nói về cái trực quan mình cảm nhận khi mà mình sử dụng cái máy treo này. Các bạn quay lại một lần nữa nhé. Khá đẹp. Máy này nó có hai sự lựa chọn cho các bạn là 3 khúc và 1 khúc nhé. Ai thích mang đi thì chọn 3 khúc, còn thích ray hay là tập luyện thì nên chọn 1 khúc để cho nó hiệu suất cao hơn. Đó. Rồi, xin chào các bạn.